Vâng, xin chào tất cả các bạn trong cộng đồng Liên minh Tiên Phong Team cũng như các anh chị đang nghe cái chương trình này trên YouTube, Facebook, Zalo ở bất kỳ phương tiện nào. Thông báo các anh chị là vừa rồi chúng tôi đã nhân 20 lần tài khoản từ một cái kèo có tên là Electronium. Và buổi tối ngày hôm nay tôi giới thiệu với các anh chị một cái loại hình ICO mà nó xuất phát từ Nhật Bản và nó còn hot hòn hot hơn cả Electronium. Bởi vì những cái tính năng của nó và tối hôm nay tôi sẽ giới thiệu và cách đăng hướng dẫn cách đăng ký cho các anh chị. Là cái cái dự án ICO tối hôm nay tôi giới thiệu với các anh chị đó là cái công nghệ cái nền tảng về gì ạ? Blockchain technology Comsa của thị trường Japan Nhật Bản. Anh chị có thể vào là comsa.io. Nó có hai thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Nhật thì anh chị vào tiếng Anh đi. Thì tôi muốn điểm và sơ qua là nó đã bán Đến ngày 11 tháng 10 là hầu như là hết rồi Và hôm nay nó bán những cái chương trình cuối cùng Cái token cuối cùng và vài ngày nữa thôi nó lên trên sàn Thì đây là cơ hội có lẽ là có thể trong hôm nay nó hết luôn hoặc ngày mai nó hết tôi Giống như vừa rồi electronium vậy đó Tôi giới thiệu đêm hôm trước thì sáng ngày hôm sau nó hết luôn à, Thế thì cái Chúng ta đã bỏ lỡ cô hội trong núi tiếc Thì đây là cơ hội hấp dẫn cho dự, dự án Comsa này Cái Comsa này của Nhật Bản và hiện tại thì ICO lên tới là 225.000 lượt đăng ký rồi Con số đáng kinh ngạc Electronium đạt số lượng là 291 thì nó đã đạt 225 Và đây là một dự án coi thực sự chất lượng thuần chủng Và xuất xứ đến từ Nhật Bản một cái cường quốc về đồng tiền số Thì Comsa là gì? Consa là một dự án ICO về đồng coi của Nhật Bản Một trong những đồng coi mà tôi nói các anh chị là nó thuần chủng Đó. Cái thông tin của nó, thông tin chi tiết đó các anh chị Là anh chị có thể biết là token có mã là CMS Nền tảng là Ethereum Nền tảng là NEM à, Giá hiện tại nên biết là một đô trên một token Thời điểm lên sàn thì dự kiến là khoảng 20 Nhưng mà mùng 6 này là nó không bán cái token này nữa và CMS được đánh giá là Ethereum của Nhật Bản. Comsa ra đời với mục đích là cung cấp giải pháp cho việc gọi ICO, tức là thông qua cái đồng tiền này nó giống Bitcoin vậy đó. Nó tạo ra những hệ sinh thái mà kêu gọi bằng cái đồng Comsa này, tức là thanh toán bằng Comsa này và tạo ra một cái sàn trung gian, đồng tiền trung gian, qua đó các công ty muốn kêu gọi ICO có thể đăng ký ở trên sàn Comsa hoặc là Df một cái sàn coi của Nhật Bản và nhà đầu tư có thể dùng yên nhật hoặc đồng cms để mua ico không chân mà chuyển qua lại giữa các coi hiện hữu đầu và tôi nói một vài cái lý do tại sao chúng ta nên đầu tư vào cái gì ạ cái Comsa này điều thứ nhất là Comsa là cái sản phẩm của nhật bản đất nước mặt trời mọc là cái cường quốc kỹ thuật số nhờ công nghệ này chính phủ và đưa vào luật pháp rõ ràng và Comsa ico được phép thanh toán bằng dai token sau khi ICO CMS sẽ được lên trực tiếp sàn dài và sự uh, trong tháng 11 này sàn dài nằm trong top 3 sàn giao dịch điện tử lớn nhất của Nhật các anh chị nha điều thứ ba là con không có dung lượng tổng tức là không có kép cap, uh, capital volume điều này giống như ETH xếp thứ hai trên coin market cap và nem xếp thứ bảy trên coin market cap con cũng không có dung lượng tổng vì lượng coin bán đợt bán được sau cái đợt ICO chính là dung lượng của coin Điều này rất tuyệt vời đúng không nào? Tức là nếu nó ICO nó huy động khoảng à 100 triệu thì nó phát hành rằng bao ví dụ như mấy chục triệu token thì cái mấy chục triệu đó chính là dung lượng của coi đợt sắp tới nó lên sàn. Điều này làm cho đồng CMS này khi lên sàn sẽ có khả năng tăng rất lớn về giá trị và hiện tại thì sau đợt bán đầu tiên thì volume của Comsai đã lên tới là 87 triệu đô la xếp hạng thứ sáu trên bảng xếp hạng coi market Cap. chắc chắn là sau khi ICO xong thì thứ hạng sẽ tăng và tăng lên cái thứ tư là anh chị thấy là cái đội ngũ tư vấn của Comsa này rất là tuyệt vời anh chị coi cái đội team của họ nha uh, CEO là Chak Chakao Asayama đội ngũ tư vấn và đối tác Comsa là rất tuyệt vời và khủng chủ tịch bao gồm chủ tịch và phó chủ tịch của Nem, tức là coi Coinem và CEO của tập đoàn Nippon này, uh, Fisco này, Kaika này, phó giám đốc phòng fintech ngân hàng của Mitsubishi của Nhật Bản và với đội ngũ này, việc CMS tăng giá sau khi ISO là gần như đảm bảo. Vậy thì đó là lý do tại sao tôi muốn giới thiệu tối hôm nay anh chị là bạn bệ team của đội Kamsha rất là mạnh. Anh chị thấy ở trên này. Thế thì bây giờ và partner là Nippon này, Infotoria này, Fisco này. Kaika ca này Araza này đó rất là chi tiết vài bạn anh chị có thể lên đây để coi cái gì đây sách trắng của nó này schedule này những cái giải pháp tất cả thông tin trên này thế thì bây giờ làm thế nào để anh chị có thể đăng ký đường link ở đây thì anh chị vui lòng lên website có tên là kèo thơm tất cả những kèo thơm ICO tôi bốt lên trên này Ok, sau đó anh chị vào blog. Anh chị vào ý, ý Cái bài viết này này là ICO Comsa, ICO Comsa hot hơn cả Ethereum 3 ngày nữa lên sàn. 3 ngày nữa là kết thúc. À, anh chị thấy là rất tuyệt vời, anh chị click vào đây và anh chị làm theo hướng dẫn của tôi ở trong này nhé. Ok. Rồi à cách để anh chị đăng ký một cái đường link sau khi anh chị vào website của tôi rồi thì anh chị sẽ đăng ký anh chị sẽ đăng ký một cái hệ thống top này được không? anh chị vào cái con xa này anh chị sai ấp ví dụ anh chị gọi tôi là email cho nên thông vn sau đó bấm bắt buộc sau đó các anh chị sai up sai up xong thì anh chị biết điều gì xảy ra không à, nó sẽ gửi vào email cho các anh chị à, thì cái công xa của tôi đây thì anh chị vui lòng phải login vào để mà xác nhận cái gì cái cái công sa vừa rồi các anh chị đăng ký vừa xong sau khi đăng ký xong rồi nó báo complete Đó. đây là cái thông tin mà nó gửi cho các anh chị về cái lịch ico của nó ok sau khi anh chị à, đăng ký xong rồi thì vui lòng anh chị login vào đây login cái địa chỉ email và bắt buộc vừa rồi anh chị login vào thì sau khi vào bên trong thì nó giao diện như thế này anh chị thấy nó đây là ICO này Đồng Câm xa này Hiện nay tôi chưa mua và tôi sẽ mua bây giờ cho các anh chị coi luôn này Ok Rồi đây là cái đường link để các anh chị chia sẻ cho bạn bè để kiếm 5% cái gì ạ à, lợi nhuận này 5% cái giới thiệu đó. Lịch sử Token Purchase Token Purchase History đó, Tức là lịch sử anh chị mua bán này Sau đó Receive Token này Đó Setting là bảo mật hai lớp đó. Bây giờ tôi hướng dẫn các anh chị mua nha. Làm sao để mua một cái đồng cam xa này thì anh chị sẽ kéo xuống chỗ này. Anh chị muốn chuyển qua tiếng Việt cho dễ thì anh chị bấm vào đây và dịch qua tiếng Việt. Đó thì anh chị có thể đọc tiếng Việt trực tiếp. Thế thì bây giờ bây giờ tôi làm thế nào để có thể là mua thì đơn giản thôi là ở đây tôi đã set up là mua bán ở đây thì anh chị sẽ có cái giao diện mới đầu nó khác thì anh chị tích vào những cái điều khoản đồng ý với nó và nó sẽ bán cho các anh chị. Tôi sẽ chuyển qua cái giao diện tiếng uh, tiếng Anh đi cho nó dễ nhìn. Ok. Đây, ờ uh, portray. Thì nó sẽ hiện ra một cái token của con sao portray. Và hiện nay anh chị thấy tôi xin lỗi các anh chị là tôi giới thiệu các anh chị là rất 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 gấp và có thể đêm nay nó hết rồi. Và hiện nay nó không tặng các anh chị 15% uh, nữa mà nó chỉ bán đến ngày mùng 6 tháng 11 là hết rồi, 14 giờ là hết. Và nó bây giờ nó có sale còn trên này là không sale nữa. Cho nên bây giờ cơ hội các anh chị mua có thể trong đêm nay thôi là hết rồi. Ví dụ các anh chị bây giờ mua số lượng uh, Bitcoin thì tôi kiểm tra tôi có sẵn bao nhiêu Bitcoin tôi sẽ uh, mua à đây. Số lượng Bitcoin của tôi nhiều đây tôi sẽ mua cho các anh chị coi là tôi sẽ mua uh, đó, số lượng Bitcoin nhiều đây. À, không? thì nó sẽ hiện ra cho tôi cái này là địa chỉ ví, ok, đây là địa chỉ ví, à tôi sẽ copy cái này được không? và tôi sẽ chuyển bitcoin ở trên sàn này của tôi, tôi with pro bitcoin trên coin exchange của tôi à, và tôi sẽ rút ra cái số lượng bit chính là số lượng ở trên này Đã. và tôi sẽ confirm nó báo là tôi chuyển thành công withdraw thành công và để confirm cái việc này tôi phải vào email của tôi Đã. để xem nó gửi vào chưa OK. Rồi xong rồi tôi bắt đầu xác nhận cái việc giao dịch chuyển pro cái Bitcoin vào cái gì, vào cái Comsa này và thành công rồi các anh chị nha. À, tôi kiểm tra xem trong này nó báo thành công chưa? Muốn kiểm tra trên này các anh chị vào cho pro này thì nó báo đang bending, chắc chút xíu nữa. Thì à, sau khi tôi chuyển vào cái này xong thì tôi có thể check cái tình trạng portray ở đây để tôi check xem tình trạng portray thế nào nhé và khi các anh chị chuyển số lượng bitcoin vào bao nhiêu thì tự động cái token của comsa nó quy đổi cho các anh chị bấy nhiêu anh chị đừng có quá lo lắng ví dụ tôi check vào à, Tôi đang kiểm tra cái lịch sử của việc mua comsa của tôi Đó. Tôi vừa làm động tác là chuyển 0.05 bit vào đây ok Và tôi đang kiểm tra cái lịch sử token per trade này Token per trade history đây Đó. Thì hiện nay nó chưa có hiện ra cái thông tin trên này Là tôi chuyển bitcoin vào Có lẽ là ở trên sàn có exchange này nó chưa có completed Tôi kiểm tra thì còn listed chưa nha, đang bending Cho nên bên cái hệ thống Comsa này nó chưa có báo cái payment history Chút xíu nữa cái payment history này vào Thì tương ứng với cái số lượng Bitcoin này Thì nó sẽ tự động quy đổi ra cái số lượng token của Comsa à, Anh chị thấy dung không? Mùng 6 tháng 11 là kết thúc rồi các anh chị nha Và mọi vấn đề hỗ trợ là anh chị liên hệ qua cái website này và vừa rồi ngày 12, 13 tháng 10 nó bảo trì Và các anh chị thấy là Một thời gian thì cái việc thanh toán của bạn mới xác nhận Bitcoin thì cần phải ba xác nhận Ethereum 100 xác nhận à, HEM 3 xác nhận Và thanh toán nhận được hiển thị khi giao dịch của bạn vượt qua một xác nhận Tức là có một xác nhận thì sẽ đưa vào lịch sử này và nó tự quy đổi cái đồng cam xa này được không nào? Nó tự quy đồng cái con xa này Và khi số lượng Comsa xa vào nó sẽ vào đâu ạ? Vào đây này Và nó vào đây nha các anh chị nhé Đó Thì tôi đã vừa hướng dẫn các anh chị mua một cái hướng mà Chuyển Bitcoin lên và mua cái Comsa xa này Và hiện nay là một đô la cho một cái token com xa Và trong thời gian sắp tới có thể nó lên tới là bao nhiêu ạ? 10 đến 15 đô rất nhanh bởi vì nó là một cái coi rất là tuyệt vời và thuần trùng của Nhật và rất uy tín. Bởi những cái nhân vật lão làng đã đứng chống lưng guarantee cho cái việc này Và rất tuyệt vời Đúng không nào Và anh chị có thể chia sẻ cái này ra cho người ta đăng ký Cho các bạn bè anh chị đăng ký và có thể kiếm được một chút lợi nhuận từ cái việc này Anh chị có thể kiếm được 5% lợi nhuận từ cái việc này Đây là đường link referral của tôi đúng không? đây là Đường link referral của tôi đây Ok Thì anh chị sẽ vừa đăng ký xong sau khi anh chị đăng ký xong đi tôi hướng dẫn các anh chị là chuyển nó về ví như thế nào sau này tôi sẽ làm một cái video clip tiếp theo còn trong video clip này video clip này tôi hướng dẫn các anh chị cách mua và tiềm năng của con sa mua xong đi tôi hướng dẫn các anh chị là làm sao là đưa về ví đây preci token thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị dùng cái ví my my ether wallet đó my ether wallet này nhé và lên sau tôi hướng dẫn các anh chị cái này và một lần nữa tôi chúc các anh chị mua trong đêm nay thành công Bởi ngày mai có thể hết Và đến ngày mùng 6 này nó không có bán cho các anh chị nữa đâu Và có thể hết trong ngày mai Hãy mua nhanh nhé Và hãy nhớ rằng muốn mua Thì anh chị lên cái lốc của tôi Và tôi có hướng dẫn ở trên này Có clip và có cả bài viết nữa Thì vui lòng click vào trên này để hướng dẫn từng bước một các anh chị nhé Tôi chúc các anh chị đêm nay mua thành công Và một lần nữa tôi là Johnny Thông. đã hướng dẫn rất nhiều kèo ICO thành công và chúng tôi đại thắng rất nhiều. Và chúc cho chương trình này cũng giúp cho các anh chị đại thắng xin chào và hẹn gặp lại các anh chị